mẹ lên. Con chở mẹ lên hả? Rồi mốt chở mẹ về hả? Đưa trển Sài Gòn. Ghê quá à. Ấy rồi, không, Sài Gòn không cho ra vô nữa. Rồi con ở đây luôn phải không? Về luôn. Về ba nuôi, ba nói hả? Lên bà ở. Lên bà ở, ừ. Luôn cạp chậu không? Các bạn, đây là vườn mít của ba mình nè. Cá dở lên quay. Là cá lóc. Bên này mít gì mà? Siêu sớm. Hả? Siêu sớm. Mít siêu sớm, mít mít gì? Mít của ba trời. Dường gì hay bắt bài dường cây của ba. Con ba chồng cây dây xưa, cây xanh xưa lại có nhà. Cây dây chiếc nhà dạy mau, ba chồng bạn những cây dây xưa. Nào là hoa, là rau, là lúa. Lúa? Rau lúa thì cũng ba tặng hết luôn. Bên cặp bên. Nè nè con quẩy mấy con cua nè. Ba cho. Kìa vậy. Cua kìa. Đó con cua nó bỏ trong rồi ra. Ok chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình là Nhân Âm đây. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi lên ruộng của ba mình nha. Hôm trước mình có một cái làm cái video đi thăm ruộng á, xong bị mình dẻo chó dẹp mấy con chó. Thì bây giờ mình lại lên trên ruộng ngay chỗ đó nữa, mình thăm ba, mình rước mẹ mình. Ghê chó ho. Cứng á, gọi là xong luôn, từng phơi nóc, nên là xe mình cục mềm, phải chỉ có cục
sau nó hơi cứng thôi, nó cứng hơn cục tin thôi chứ nó cũng mềm. Ok, đây có một mình xe mình là xe mô tô đi vào đây chứ có ai nữa đâu. Tại vì dân ở đây đâu có ai mà điên khùng gì đâu mà mua mô tô rồi đi vô ruộng. Chúng mình khùng khùng lấy xe mô tô chạy đây thôi. Mà xe mình thuộc dạng là xe vừa street nhưng mà vừa city mà vừa off-road nữa, kiểu như là hyper. Ai da đụng đầu của da. Ở clip trước mình lạc đường, clip này mình hết lạc rồi, biết đường rồi. Trời ơi, em bò cái nhổ cực kỳ á, một con lét à. Ở đây người ta có trồng sen các bạn, trồng sen với trồng lúa, sen kẽ nhau. Mình không biết người ta trồng như thế nào nhưng mà để có đợt thấy trồng sen, có thấy đợt trồng lúa. Bữa ba mình có thuê gì ta, flycam á, máy bay không người lái á, thuê drone để xịt thuốc phun thuốc đồ này nọ. Rồi ủa, nó nói cái chạy lố lố nữa, chết rồi, tụi mới rửa xe luôn á. Nhớ đường cái vòng quanh đường lại, tôi mới rửa xe hôm qua luôn á mọi người. Đi ngang một đám chó luôn mà lát họ thấy nào cũng sủa mình à. Hôm trước sủa xong dí mình sợ chết bà luôn. Ủa, mang chó mình đi rồi không thấy nữa, hên quá. Gà ơi, gà. Mang chó mất tiêu à, thấy chó đâu rồi. Xe gì kì vậy? Xe này được chủ đâu? Cắm chìa khóa đó nữa chứ. À, cò bay rồi mày. Quá trời cò luôn. Rồi hết bài rồi. Hù được lần thôi chứ ai hù hoài được. Được này người ta mới móc đất lên mày ơi, cho nên là chưa có đường mòn rõ. Chạy đúng mệt luôn á. Ôi thôi là xe xịn, phục xịn, không có bị xì dầu.
con chó màu vàng. Đây là cái vườn mít của bà mình. Có chơi mít luôn. Đó, chó kìa. Xin chào quá. Xin chào mẹ. Đứng đâu ta? Các bạn, đây là vườn mít của ba mình nè. Trầy trồng cho nó tự nhiên nó ra. Ây da, ra trái thôi. Không cần lái luôn. Và mình đang hái sen ngoài kia. Xong. Mình đang gọi cái nón lá của mẹ. Xem không? Ruộng của mình bên kia kìa. Ruộng của ba mình bên kia. Để mình ra coi ba hái sen. Ủa, ba hái xong rồi hả ba? Trời, nhanh dữ rồi. Ủa, sen này tao tự lên, nó tự lên hả ba? Mấy cây này cây gì á, cây mít luôn hả ba? Mai. Dở lên quay. Là cá lóc. Để cá lóc. Nhỏ xíu. Bên này mít gì mà? Sớm. Hả? Siêu sớm. Mít siêu sớm là mít mít gì? Là nó. Mít hay sớm hả? Ừ, mít hay sớm là tự chín hả? Không phải, tất nhiên là nó màu con trái luôn. À, con cây nó mấy trái mà? Cây trái thôi, mà ba được hai trái. Trái. Nó vô hai trái là hết ngọt hả? Cũng ngọt chứ, nhưng mà điều nó kiểu như nó nhỏ thôi. Rồi. Rồi. Nó chưa chín lắm. Mà nó bùi bùi kìa. Ừ? Nó không có giống như nó chín quá. Nó chưa chín dữ. Ôi kìa, siêu mỏng luôn. Cái gì vậy? Hay làm cái gì vậy? Đây là nãy ấy nó bị siêu mỏng. Cầm nhận. Cái da này nó bé. Để vậy lột ăn luôn hay là mẹ lột ra luôn? Để vậy luôn chứ. Lột cho nó chín chứ. Không.
Muối không hả? Rồi. Nói chung là cũng đúng có rồi. Đúng không? Mà muối nhiều hơn mấy trái hồi đó mua ngoài. Dạ. Ăn thử gì? Này hả? Này hả? Ngon không? Ngon. Thiên đường. Một phải ếm thiên đường. Gì mẹ? Ừ? Gì vậy? Ba mất tiếng rồi. Con đấy. Mất nhà chồng. Ừ, mất nhà chồng. Gì? Mất của ba chồng. Dự gì hay bắt bài vườn cây của ba. Cái nhà ông con có gì vậy hả? Thì xuống vậy. Chưa nghe thấy mất ta. Chưa nghe tới thấy mất. Bỏ tiêu à. Chị nó hát trong cái sầu riêng. Là phải rồi. Đúng bài hát của người ta. Nó sầu riêng nhắc mấy lần luôn. Nó hát trong cái sầu riêng mà ai biết. Nãy giờ chưa nghe được cái mít luôn á. Sao lấy thằng này mình hát không vô luôn á. Không vô, không vô luôn. Không vô tông luôn. Lúa. Rau lúa thì cũng ba tàu hết luôn. Ba không có cây sầu riêng. Chết mẹ rồi này sao nó ra tàu. Nó lên trên. Để đây đi mấy anh kêu là quên nữa. Như bình dầu lửa. Bình xăng kìa. Dạ ăn dạ ăn dạ. Bình xăng kìa. Để sẵn là. Ôi cái bánh là bình lớn rồi thế. Lừa dối. Trong cái hình nó như vậy á.
ba. À bông súng bên kia kìa. À hái này á mẹ. Mẹ hay quá vậy. Trời đang quá trời luôn kìa. Này già luôn á mẹ. Ui cha bá. Bà cha bứ. Hay vậy. Mẹ hay vậy. Đúng rồi, nhiều quá trời không hết. Rồi luôn mất cái bật. Quá trời luôn kìa. Ghê vậy. Nè chuẩn bị xuồng lắc. Quay đầu.
bến cặp bến. Nắm lại hả? Nắm lại hả mẹ? Con quẩy mấy con cua nè. Ba cái. Kìa vậy? Cua kìa. Đó, con cua nó bỏ trong rồi ra. Đâu, cua đâu? Nè, đây rồi. Múc lại. Đây, có con cua, có con cua. Giờ sao mày đứng lên đi.